Và nhá, chào mọi người đã quay trở lại với channel tôi Bé Tranh. Xin được mình vào hôm nay thì mình sẽ cùng nhau hoàn thành bức tranh hình ảnh về đoàn tàu đang chạy. Các bạn cùng mình theo dõi từ giai đoạn cách đoàn tàu một trong chi tiết nào. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn. Mình sẽ sử dụng tiền đó. Tìm thấy tàu đã được mình tô màu sắc đó. Tiếp tục thì cũng thử để nó màu vàng. Màu vàng để tô cho những cái phần ô cửa. Đây là phần màu vàng cho phần màu cửa. Và tiếp theo thì mình sẽ tô màu xanh cho đoàn tàu của mình nhé các bạn. Đây là phần đoàn tàu này, phần màu sắc của nó là màu xanh. Thứ dài anh.
Tôi hỏi là ba nữa. Hôm qua hỏi Long là anh làm hết cái tập đoạn tổng bài cho ba chưa? Hôm ngồi ngày hôm mệt, ngày ngồi có lúc rồi nhé. Bao của đầu màu mới á. Anh thấy màu mới tôi đẹp không? Ừ. Thân kiểu hơn lan đó, thân đều màu. Nhìn to lắm mà mới có được lâu mà. Mà tôi nhanh lắm em ạ. Ờ, cái này tôi nhanh lắm. Cái màu quán đẹp đẹp nữa. Ừ. Cần đế một phát là được, không cần phải có lực mà. Màu tự lan ra. Một hộp mà nhiều thế này nhá. 48 màu. Kìa. Và đây là phần khoang tàu cuối cùng nhé. Sẽ được màu tông của màu sắc và màu xanh. Mình ngày hôm nay các bạn. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở trên tay của mình bức tranh hình ảnh tàu đánh xe được làm thành bởi phố không là màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu hình ảnh của mình để tham khảo mẫu hình ảnh của tàu này nha. Video của mình thì đây là kết thúc của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại. Chúc mừng nha, xin chào các bạn. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với trên mùa tô bức tranh. Chúc mừng mình vào hôm nay, thì mới sắp của mình là một bức tranh của mình.